Chợ Tre, chào Bến Tre, mến chào quý vị khách hàng. Hiện tại chúng tôi đang đứng tại ấp Nhân Nghĩa, xã Nhân Thạnh, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Và ngày hôm nay chợ Bến Tre tiếp tục review giới thiệu đến quý vị khách hàng một căn nhà và đắt luôn khách hàng với diện tích là 784 m2 ha, có sẵn là 80 3,4 m2 ha, là đất thổ cư. Nó có mặt ngang, chiều dài theo đường này là trục đường này là 33 m ha quý khách hàng nó còn bên hông của chúng ta nè nó theo con đường này thì là 23m ha 23m đó hàng rào là bao bọc xung quanh hết ha có xây xây, xây dựng tường rào luôn nè góc hai mặt tiền từ vị trí của chúng ta thì à, cách đường mười à, 19 tháng 5 trăm khoảng 150m quý vị năm 150m thôi thì trong bán kính là 1 km chúng ta đầy đủ các tiện ích ha, gần chợ, gần trường học các cấp ha, gần quỹ ban nhân dân xã Nhân Thạnh. Chúng ta chạy ra tới đường 19 tháng 5 chúng ta rẽ phải là hướng ra trung tâm của thành phố Bến Tre cách vị trí chúng ta đang đứng khoảng 2,5 km Đó, đường hiện tại là đường xe qua lâm thôi ha. Đó. Thì đường này là hiện tại là chích lục à, trên chích lục là sẽ mở rộng ra ha quý Mở rộng, mở rộng một con đường thẳng ha. Đó, chúng ta vào bên trong nhà nè. Có cổng rào luôn nè cửa rào bằng sắt ha đó, xung quanh là chúng ta xây tường rào nè đó đây là bên trong của chúng ta nè chúng ta đi uh, phía bên khu vườn trước ha đó chúng ta có trồng nhãn nè trồng rau cải trồng dừa hết nha đây hàng rào đây là lứ bơ mư nè phía sau của chúng ta là có cái ao luôn nè quý vị ha thì cái ao này thì quý vị khách hàng là uh, về chúng ta uh, làm máy tiền chế ha làm cái uh, hồ hồ thủy tạ ha, làm cái nhà thủy tạ ở đây. Ao hiện tại là chủ đang nuôi cá ha, có hàng rào bao bọc xung quanh hết. Phía sau của chúng ta là chúng ta giáp con rạch theo hàng, do đó mà uh, cái vấn đề mà thoát nước thì uh, rất là an tâm luôn. Trên đất hiện tại có trồng chuối nè, sòi nè, uh, đu đủ ha, dừa ha quý nhà Hướng nhà của chúng ta, chúng ta có hai hướng ha, chúng ta lấy hướng này là hướng tây nam hết nha còn hướng này là hướng đông nam đó có hai hướng ha đó thì chúng ta vào bên trong nhà luôn nè quý vị ha nhà cũng rất là đẹp luôn đây đây phần trước nhà của chúng ta nè có dáng bức tranh nè sông nước hữu tình hàng đó bức tranh phong cảnh nè rất là đẹp luôn đó chúng ta vào bên trong ha đây Chúng ta nhà thì có là không gian phía trước nè. Chúng ta tận dụng làm phòng khách ha. Đó, bên đây thì chúng ta không gian thờ nè quý khách. Không gian à, cửa là nhôm sinh pha lọng kính ha. Đó, chúng ta à, vào bên trong hiện tại là chỉ có một phòng ngủ thôi nè. Một phòng ngủ ha. Đây. Đó. Và phía sau của chúng ta. Nè đây là phòng ăn ha. Phòng ăn. Đây là à, phòng vệ sinh dùng chung cho cả gia đình ha có trang bị sẵn là bồn cầu dồi tắm nha và bên đây chúng ta là không gian bếp ha tách biệt ha đó chúng ta không gian bếp nè kệ bếp nè nó có kệ tủ dưới hết nha và phía phía bên hông của chúng ta nè đó chúng ta rửa chén ha rửa chén ở nơi đây rửa chén giặt đồ ha đó phía sau chúng của chúng ta giáp con rạch này, quý ha và giá rau bán trọn nhà và đất chỉ có là 2 tỷ mốt khách hàng 2 tỷ mốt à, có thương lượng nhẹ ha thì quý vị khách hàng xem review à, phía bên hông của chúng ta thì có là máy mới máy, máy tiền chế luôn ha từ trước ra sau luôn thì quý vị khách hàng xem review thấy căn nhà này quà đắt phù hợp với nhu cầu của mình à, muốn mua muốn xem thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi à, với giá rao bán là 2 tỷ mốt khách hàng à, với diện tích là à, 784 mét vuông à, mặt ngang phía trước ha mé bên hông nè mặt ngang phía trước là 23 m có chiều dài là 33 m ha cạnh bên đây thì chúng ta dài là 35 ha có sẵn là 83,4 là à, mét vuông là đất thổ cư ha còn lại là đất trồng cây lâu năm hết hàng giá ra bán là 2 tỷ mốt quý vị hàng xem review à, thấy yêu thích và muốn mua căn nhà và đất này thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi Vâng cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi review bất động sản ngày hôm nay Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khách hàng review bất động sản tiếp theo